rồi người ta xây trái phép thì là không được cấp phép. Đi vào kia chỉ có một hai quả núi là của một nhà. Trên địa bàn khoảng hơn 50 trường hợp mà vi phạm. Thanh tra liên ngành cũng đã phát hiện kịp thời và xử lý các cái trường hợp mà xây dựng trái phép. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, ngay trong lõi di sản Tràng An, Ninh Bình đã và đang tồn tại hàng trăm công trình homestay xây dựng trái phép và hoạt động lưu trú bất hợp pháp. Còn nhớ cũng tại Tràng An, một cây cầu xuyên lõi di sản và một phim trường đã gặp phải sự phản đối dữ dội của giới chuyên gia, dư luận và khuyến nghị của UNESCO nên đã phải tháo dỡ để không làm ảnh hưởng đến di sản. Nhiều chuyên gia cho rằng khi dựa vào di sản và khai thác tiềm năng một cách thái quá với những tác động thô bạo vào di sản bằng những công trình trái phép, cho thấy công tác quản lý của chính quyền địa phương còn quá lỏng lẻo. Và đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập đến trong bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay, 18 tháng 5. Kính chào quý vị các bạn, tôi là Thùy Dương của VTC14 và ngay sau đây sẽ là một số những thông tin đáng chú ý khác. Các bệnh viện đang tăng cường công tác phòng ngừa, chẩn đoán để phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm viêm gan cấp. Những chiếc phao cứu sinh ý nghĩa được treo trên lan can thành cầu với mục đích hỗ trợ những người bị đuối nước bỗng dưng bị mất cắp kỳ lạ. Cơ quan khẩn cấp quốc gia Nigeria cho biết 9 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ bình ga làm sập một tòa nhà gần khu chợ vào ngày hôm qua. Giới chuyên gia cho biết các nhà nhập khẩu lúa mì ở châu Á đang nỗ lực tìm nguồn cung mới sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu mặt hàng này. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, các khối mây dông đang phát triển gây mưa, mưa rào kèm theo dông cho nhiều quận tại thành phố Hồ Chí Minh như là Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú. Sau đó mưa có khả năng lan sang các khu vực khác như là huyện Củ Chi, thành phố Thủ Đức và một số các quận trung tâm giáp với các khu vực này. Theo dự báo, hầu hết các khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối ngày 18 tháng 5 có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 10mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5, cấp 6. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ, từ trưa đến chiều ngày 18 tháng 5, mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều giảm mây và nắng. Từ 13 giờ, mây phát triển gây mưa rào rải rác trên khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to, gây ngập ở nhiều tuyến đường. Mưa to tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền Tây như Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Trà Vinh, Cà Mau và phía Bắc miền Đông như Tây Ninh và phía Bắc của tỉnh Bình Phước. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Trong khoảng từ 2 đến 3 ngày tới, ở Nam Bộ, mưa có xu hướng giảm, chỉ còn tập trung vào chiều tối, có nơi vẫn còn mưa vừa, mưa to và dông, đêm ít mưa. Thưa quý vị, những ngày gần đây khi đi qua khu vực cầu Thăng Long, Nhật Tân, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì và Long Biên Hà Nội, người dân sẽ dễ dàng bắt gặp nhiều phao cứu sinh. Những chiếc phao có màu chủ đạo là màu vàng cam và trắng được treo trên lan can thành cầu với mục đích là hỗ trợ cho những người bị đuối nước, những người muốn cứu người đuối nước hay những người không may gặp nạn trên sông. Phóng viên VTC14 đã tìm gặp những người xây dựng ý tưởng nhân văn này để cùng lắng nghe câu chuyện từ họ. Đây là công việc mà anh Nguyễn Ngọc Khánh và các bạn trẻ trong câu lạc bộ bơi khám phá thường xuyên làm những ngày gần đây. Lắp đặt các phao cứu sinh dọc khu vực các cầu Thăng Long, Nhật Tân, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì và Long Biên. Mỗi cây cầu sẽ được bố trí từ 5 đến 6 chiếc phao với mục đích hỗ trợ những người bị đuối nước, người muốn cứu người đuối nước hay người không may gặp nạn trên sông. Có rất nhiều những bạn bị đuối nước. Và chúng tôi hy vọng là có thể làm một cái điều gì đấy đóng góp cho cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Thì chúng tôi đã nghĩ cái ý tưởng là chúng có thể là treo phao ở trên cầu, ở tất cả cây cầu bắc ngang sông Hồng. Cái việc treo phao như thế thì nó sẽ giúp cho những cái người bị đuối nước, người ta có thêm hy vọng. Bởi vì khi người ta bị đuối nước, người ta rất là tuyệt vọng, người ta cái bản năng sống người ta sẽ trỗi dậy khi người ta nhìn thấy phao. Và đồng thời thì những người mà ở trên bờ mà muốn cứu người ở dưới ấy, thì khi họ có phao họ sẽ tự tin hơn, họ sẽ có động lực hơn. Bởi vì bằng chứng là có rất nhiều người mà nhảy xuống cứu nhưng mà cuối cùng lại bị đuối luôn. Đấy, thì hy vọng là những cái phao mà chúng tôi đã lắp đặt thì nó có thể phát huy tác dụng và nó ở đúng chỗ, đúng lúc cần dùng.
Ngoài Hà Nội, từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 5, câu lạc bộ của anh Khánh đã lắp hơn 100 trên 400 chiếc phao cứu sinh trên những cây cầu bắc qua sông Hồng ở 10 tỉnh. Bên cạnh đó, anh Khánh cũng tổ chức các chương trình dạy bơi, kỹ năng làm quen sông nước và cứu nạn cứu hộ ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Tuyên Quang. Sau khi đi qua Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Hà Nội thì số lượng trẻ và người lớn chúng tôi tiếp cận được là khoảng gần 700 người. Trong đó 70% là trẻ nhỏ với độ tuổi là từ 6 cho đến 15. Còn 30% còn lại là người lớn, những người mà đã ngoài 20, ngoài 30 tuổi mà không biết bơi. Nhiều người dân qua lại các cây cầu đều hy vọng những chiếc phao cứu sinh này sẽ giúp đỡ các nạn nhân đuối nước, những người không may gặp nạn trên sông. Có những cái phao này rất là tốt. Bây giờ ví dụ như có những trường hợp mà xảy ra những cái người mà các bạn ý có những cái khúc mắc gì các bạn nhảy xuống đấy thì mình có thể, mình có cái phao này mình có thể mình ném cho các bạn ý để cứu các bạn. Tôi cũng muốn là lắp nhiều phao để cho những người người ta sử dụng phao ở đây cho nó kịp thời, để cứu người cho nó kịp thời. Phao cứu người không lấy. Đây là thông điệp được trao gửi ở mỗi phao cứu sinh. Tuy nhiên, khảo sát thực tế của phóng viên VTC14 trong chiều 18 tháng 5 tại các cầu Trương Dương, Nhật Tân và Vĩnh Tuy, những chiếc phao cứu sinh này đã bị mất cắp. Những người dân người ta lấy thì mình cũng không thể nào mà mình theo sát được. Nhưng mà khả năng mình cũng sau một tuần, hai tuần lắp đợt một ấy, thì là mình sẽ đi, các tình nguyện viên lại đi khảo sát hết các cây cầu. Nếu mà bình thường là bình quân là một cầu mình sẽ lắp khoảng 6 phao. Nếu mà cầu nào thiếu mất 1, 2, 3 cái thì mình sẽ bổ sung lại. Sự chung tay của cộng đồng đôi khi chỉ là những hành động rất đơn giản, bảo vệ và không lấy cắp phao cứu sinh. Và trên hết, một mạng người có thể đã được cứu khi những chiếc phao còn ở lại với cầu. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất giải pháp vận hành linh hoạt các hồ chứa trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông các tháng cuối năm 2022. Theo đó, sẽ điều chỉnh tạm thời từ nay đến hết tháng 10 năm 2022 chế độ vận hành các hồ chứa lớn, quan trọng trong điều kiện bình thường theo hướng tiết kiệm nguồn nước và linh hoạt. Cụ thể, đối với khu vực miền Bắc trên lưu vực sông Hồng, cho phép Hồ Thủy Điện Hòa Bình vận hành linh hoạt, ngừng huy động phát điện trong những chu kỳ thấp điểm của phụ tải từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hàng ngày và ngày Chủ nhật. Vào chiều ngày 18 tháng 5, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, trước tình hình giá xăng dầu trong nước tăng cao, các đối tượng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển trái phép liên quan đến mặt hàng này có xu hướng gia tăng và đặc biệt là trên hướng biển. Qua kiểm tra, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện nhiều đối tượng vi phạm và tổ chức bắt giữ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng của Cảnh sát Biển đã phát hiện 4 tàu cá có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, theo lời khai của các thuyền trưởng, trên tàu KG95983 đang vận chuyển khoảng 15.000 lít dầu DO. Tàu KG91577 vận chuyển khoảng 25.000 lít dầu DO. Tàu TG92008 vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu. Và tàu BT99889 vận chuyển khoảng 200.000 lít dầu. Toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của các vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm, đồng thời tổ chức lực lượng dẫn giải các phương tiện về cảng hải đội 421 tại huyện Nam Căn của tỉnh Cà Mau để điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Liên quan đến hiện tượng hàng trăm tấn cá chết hàng loạt ở các khóm Vĩnh Tân, Vĩnh Chánh 1, Vĩnh Chánh 2 tại phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Vào ngày 18 tháng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đã có báo cáo nhanh kết quả phân tích một số các chỉ tiêu lý hóa trong môi trường nước trên sông Châu Đốc. Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, kết quả phân tích một số các chỉ tiêu lý hóa trong môi trường nước trên sông Châu Đốc phản ánh chất lượng nước tại huyện An Phú và thành phố Châu Đốc thời điểm lấy mẫu cho thấy các hàm lượng các chất như rắn lơ lửng, sắt, hữu cơ nitơ, phosphat đều ở mức cao hơn quy chuẩn cho phép và oxy hòa tan trong nước thấp hơn quy chuẩn cho phép, không có kim loại nặng và dầu mỡ trong môi trường nước ở khu vực quan trắc.
Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang kết luận, trong môi trường nước, khi hàm lượng chất rắn lơ lửng nhiều, chất hữu cơ cao, oxy trong nước thấp, sắt cao sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của cá, có thể gây bất lợi cho quá trình trao đổi khí qua màng cá. Hiện nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Châu Đốc đang được các ngành chức năng An Giang phối hợp khẩn trương làm rõ. Theo báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Bộ Y tế đã thừa nhận chậm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng dự thảo kế hoạch phòng chống COVID-19 do thay đổi hình thức ban hành văn bản. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn đảm bảo theo yêu cầu và linh hoạt theo tình hình thực tế của dịch bệnh. Từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua 4 đợt dịch với quy mô, mức độ lây lan ngày càng phức tạp. Sau mỗi đợt, Bộ Y tế đã rút kinh nghiệm, nghiên cứu giải pháp chống dịch trên thế giới, dự báo tình hình trong nước để tham mưu chính phủ. Dựa trên thực tế, Bộ Y tế đã hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp thích ứng an toàn COVID-19. Các giải pháp về chuyên môn góp phần vào việc kiểm soát dịch bệnh, khôi phục thị trường lao động, xuất khẩu, thu hút đầu tư. Đồng thời, Bộ này đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật phòng bệnh trên cơ sở luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp cũng sẽ được nghiên cứu nâng thành luật, trong đó có nội dung về dịch bệnh. Giữa tháng 11 năm 2021, Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả, thông suốt, thống nhất chiến lược tổng thể về phòng chống dịch. Đến giữa tháng 3 năm 2022, Chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19 năm 2022-2023, Nghị quyết 38. Mục tiêu sẽ nghiên cứu căn cứ tình hình thực tế để chuyển biện pháp chống COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại, bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em đang là vấn đề y tế được quan tâm tại nhiều nước trên thế giới. Tuy ở Việt Nam chúng ta chưa ghi nhận trường hợp nào, nhưng các chuyên gia nhận định khả năng xuất hiện các chùm ca bệnh với tính chất tương tự là hoàn toàn có thể xảy ra. Trước tình trạng này, các bệnh viện đã tăng cường công tác chẩn đoán, phát hiện sớm các ca bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng. Tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội, khoảng gần một tháng trở lại đây, số trẻ có biểu hiện mệt mỏi, vàng da, nôn, tiêu chảy, đến khám có xu hướng tăng. Do đây cũng là một trong những biểu hiện của bệnh viêm gan cấp, nên khi tiếp nhận các bệnh nhân trên, các bác sĩ sẽ khai thác kỹ tiền sử bệnh, đồng thời với các trường hợp nghi ngờ, sẽ làm các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm. Thường là ví dụ như bệnh nhân rất là mệt mỏi, chán ăn, có những biểu hiện vàng mắt, vàng da, đấy, hoặc là có những biểu hiện sốt dai dẳng, sốt kéo dài. Từ những bệnh nhân đấy mình cũng hướng đến những bệnh lý về viêm gan và mình cũng cho là các bạn làm cái xét nghiệm để kiểm tra các cái chức năng gan thận và hướng đến cái hội chứng viêm gan cấp. Bên cạnh việc giám sát chặt chẽ các ca nghi ngờ, do là đơn vị đầu ngành truyền nhiễm của Hà Nội, nên bệnh viện còn đảm nhận việc tham mưu cho Sở Y tế xây dựng các kế hoạch phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và tổ chức tập huấn cho các đơn vị trong ngành. Chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm Bệnh viện Đống Đa đã tổ chức những cái lớp tập huấn, cập nhật kiến thức, củng cố lại những cái kiến thức để cho các cái y bác sĩ không chỉ của Bệnh viện Đống Đa mà các cái đơn vị y tế trong ngành để được trang bị các cái kiến thức cũng như là rà soát lại các cái điều kiện về cơ sở vật chất, các cái trang thiết bị cần thiết để đứng trước một cái trường hợp người bệnh đến khi nghi ngờ có những hội chứng viêm gan cấp hoặc các cái bệnh lý liên quan đến gan để từ đó có thể có những cái tư vấn và có những cái chỉ định xét nghiệm cho nó phù hợp. Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, để sàng lọc và phát hiện sớm trẻ mắc viêm gan cấp, bệnh viện đã xây dựng các bộ câu hỏi ghi nhận, sàng lọc bệnh nhân có biểu hiện nghi vấn. Các bệnh nhân ở phòng khám nếu có triệu chứng nghi ngờ sẽ làm xét nghiệm liên quan để xác định tổn thương gan. Tùy từng bệnh nhân sẽ làm xét nghiệm chuyên sâu hơn để tiếp cận chẩn đoán, can thiệp kịp thời. Chúng tôi cũng đã bắt đầu xây dựng các cái bộ câu hỏi ghi nhận và cũng như công tác sàng lọc những bệnh nhân có biểu hiện nghi vấn. Các bệnh nhân có ở phòng khám thì nếu như có các triệu chứng nghi ngờ thì chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm liên quan để sàng lọc về các cái mức độ tổn thương gan và sau đó tùy tình trạng bệnh nhân thì có thể sẽ làm những cái xét nghiệm chuyên sâu hơn để tiếp cận về chẩn đoán để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Do chưa biết rõ căn nguyên lây bệnh, đường lây truyền nên các bác sĩ cũng cho biết cách duy nhất để bảo vệ trẻ khỏi căn bệnh là bắt đầu ngay từ các tác nhân đã ghi nhận. Gần đây các báo cáo cho rằng là có cái mối liên quan giữa virus adenovirus dẫn đến cái bệnh viêm gan cấp thì những cái virus lại lây qua đường hô hấp. Vậy thì chúng ta trên cái nguyên tắc là chúng ta đảm bảo những cái phòng ngừa chuẩn. Thứ nhất là chúng ta sẽ đảm bảo là phải cái vệ sinh tay thường quy để làm sao mà hạn chế được cái tiếp xúc
giữa bàn tay với những cái đường tiêu hóa như là miệng. Đấy, thì thứ hai nữa là chúng ta đảm bảo vấn đề liên quan đến cái việc là đeo khẩu trang. Đặc biệt là adenovirus nó khác với các cái virus khác là nó có thể lây qua các bề mặt tiếp xúc mà người bệnh đã từng để lại virus ở trên đó. Cho nên việc vệ sinh bề mặt cũng như là sử dụng các cái đồ dùng cá nhân riêng cũng là rất quan trọng. Ăn chín uống sôi và đảm bảo cái nguồn thức ăn cũng như là nguồn nước uống phải là nguồn nước uống sạch là một cái cách trước mắt để chúng ta có thể dự phòng các cái nguồn lây nhiễm. Trước đó, theo WHO, viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em có một số đặc điểm chung như đa số trẻ mắc từ 0 đến 16 tuổi, trẻ nhỏ mắc bệnh nhiều hơn, trẻ có các dấu hiệu như sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy hay các triệu chứng tổn thương gan ở nhiều mức độ khác nhau như vàng da, vàng mắt, phân bạc màu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, theo phản ánh của các khán giả tại các xã Ninh Xuân, Ninh Hải, Ninh Thắng, Trường Yên, huyện Hoa Lư của tỉnh Ninh Bình, thì việc tự ý xây dựng các công trình trái phép xâm hại rừng đặc dụng ngay trong vùng lõi, vùng bảo vệ nghiêm ngặt của di sản Tràng An đã vi phạm nghiêm trọng quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Công ước Quốc tế về di sản. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Nhóm phóng viên VTC14 đã có mặt tại đây để ghi nhận. Hàng loạt các công trình được xây dựng tại các vị trí đắc địa nằm ngay trong vùng lõi di sản Tràng An. Tam cốc kia nó làm tràn ngập phố Tây, như phố Tây. Ở đâu ạ? Ở dưới Tam cốc ấy. Ở đấy nhiều lắm ạ. Vâng, nó làm tràn ngập, mua xong nó mua một khoảnh đất, ví dụ như là khoảng mẫu chẳng hạn. Thế làm dựa thế vào cái núi này, núi nó mới đẹp. Đến nay, số công trình vi phạm trật tự xây dựng trong vùng lõi di sản có lẽ đã lên tới con số hàng trăm. Cũng có những người ta xây trái phép thì là không được cấp phép. Vùng đến ở những cái vùng nào ạ? Vùng lõi, vùng sâu trong này này. Trên địa bàn Ninh Hải thì cũng là địa bàn mà nằm trong cái vùng lõi di sản danh thắng Tràng An. Thì do cái nhu cầu phát triển du lịch trong những năm gần đây thì là nhân dân là tổ chức thực hiện xây dựng các cái mô hình homestay, đặc biệt là các cái khu vùng lõi. Thì trong những năm vừa rồi thì trên địa bàn Ninh Hải thì cũng đã xảy ra một số các cái trường hợp vi phạm về cái đất đai trật tự xây dựng, cũng như là các cái quy định về cái bảo vệ cái di sản danh thắng Tràng An. Các homestay trái phép vi phạm trật tự xây dựng đa phần được làm dựa trên một phần nhỏ đất thổ cư, núp bóng dự án trang trại hoặc đất nông nghiệp. Chuẩn bị đi vào kia thì có một hai quả núi là của một nhà. Đấy, làm thì cảnh vẻ nó đẹp hơn. Nhà danh cũng có mà nhà ngói cũng có. Bây giờ mà làm homestay thì liệu bác theo bác thì có làm được? Vẫn làm được thì vẫn làm. Các người này họ mua đất họ vẫn làm. Có cái nhà nó mua đất tỏ lắm rồi. Chính từ tòa này nó làm hết trong đấy. Nhà chính thư ạ. Chuyển đổi nó làm trang trại, trang giúp người lợn, người gà xong xong nó cứ lấy cái tấm lưới đen đen ấy, che đi, nhưng mà chắc cũng chuyển, cho chuyển chuyển nó nhìn. Các nhà có nhà làm 3 tầng, lên báo chí rồi, cả việc báo chí vào cuộc thì nó không được. Trên địa bàn khoảng hơn 50 trường hợp mà vi phạm. Chúng tôi cũng rất lo là các cái homestay mà ở chân núi ấy, ấy mà nếu mà trường hợp mà do một cái tác động của thiên tai mà các cái tảng đá ở trên núi mà vô tình nó lăn xuống thì cũng không thể biết là cái ảnh hưởng nó đến đâu. Đối với thanh tra của sở, rồi thanh tra liên ngành cũng đã phát hiện kịp thời và xử lý các cái trường hợp mà xây dựng trái phép. Đấy, và đặc biệt là đối với huyện Hoa Lư, từ cấp phép các cái nhà dân xây dựng trong khu di sản thì đều có cái sự phối hợp và cùng có ý kiến để trước khi mà phòng kinh tế hạ tầng có thể là cấp phép xây dựng trong cái vùng lõi di sản. Các công trình xây dựng trái phép này hầu như đều đã bị chính quyền, các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện và thậm chí là lập biên bản vi phạm. Nhưng không hiểu vì sao những sai phạm đó không được xử lý một cách dứt điểm mà các công trình sai phạm khác vẫn tiếp tục mọc lên sừng sững giữa di sản.
Tình trạng xây dựng tràn lan các homestay, các khu nghỉ dưỡng, khu lưu trú đã khiến cho di sản Tràng An trở nên nham nhở, xấu xí. UNESCO đã đưa ra khuyến cáo và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định số 230 về việc nghiêm cấm xây dựng tại vùng lõi của di sản Tràng An. Thế nhưng, dường như những khuyến cáo đó và lệnh cấm đó chỉ nằm trên giấy. Bởi thời gian vừa qua, các công trình trái phép vi phạm trật tự xây dựng vẫn đua nhau mọc lên, có chính quyền thì loay hoay trong việc quản lý, bảo tồn khu danh thắng mang tầm vóc thế giới này. Trang trí thêm các chậu cây, chậu hoa. Dù có nhiều công trình trái phép nằm trong lõi di sản Tràng An, thế nhưng khi làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư, vị này lại một mực khẳng định rằng chính quyền đang thực hiện rất tốt. Trong thời gian qua, đối với lại các cái xã vùng lõi thì huyện đã tập trung bảo vệ cái nghiêm ngặt cái cảnh quan thiên nhiên trong vùng lõi. Cái thứ hai nữa là thực hiện cái quản lý trật tự xây dựng cũng như là quản lý về đất đai theo cái quy hoạch quyết định số 230 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là quy hoạch chung đô thị Ninh Bình giai đoạn 2030 tầm nhìn đến 2050. Dù vừa khẳng định là huyện thực hiện rất nghiêm việc bảo vệ cảnh quan và làm tốt trật tự xây dựng, thế nhưng ngay sau đó, chính vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lại cùng đoàn công tác đến kiểm tra việc lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã Ninh Hải thừa nhận trên địa bàn có tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trong vùng lõi di sản. Cái khó là cái khi mà có cái quyết định 230 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý di sản thì đối với địa phương thì là hầu như là nằm các hộ gia đình nằm trong vùng lõi, nên là cái việc mà vi phạm thì nó thường thường là vẫn còn đang diễn ra. Về cái công tác quản lý và sử dụng đất đai ở địa phương cũng như trật tự xây dựng thì trong quá trình kiểm tra thì cũng có phát hiện một số những cái trường hợp mà sử dụng đất không đúng mục đích và xây dựng cũng không chưa đúng giấy phép. Thời gian vừa qua thì hiện nay còn một số những công trình đang xây dựng còn nằm trong cái phạm vi vùng lõi của di sản thì nó cũng ảnh hưởng đến cái cảnh quan môi trường. Thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các địa phương là đang là rà soát những cái trường hợp mà xử lý theo quy định của pháp luật cũng như là xây dựng cái phương án mà để tổ chức là tháo dỡ những cái công trình xây dựng vi phạm trong vùng lõi mà ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường của di sản. Danh thắng mang tầm vóc thế giới, nhưng cách quản lý thì lại ở tầm địa phương. Vậy nên cũng dễ hiểu việc lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra tình trạng vi phạm xây dựng tràn lan các homestay trong vùng lõi di sản. Ninh Bình cũng còn đang tồn tại các cái loại hình du lịch homestay và khách sạn ở trong vùng lõi di sản mà xây dựng trái phép, thì chúng tôi cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với chính quyền địa phương của các huyện, thành phố và xử lý về xây dựng trái phép đất đai thì nó lại thuộc về chính quyền địa phương. Thế còn ban quản lý quần thể di sản Tràng An ở đây thì chỉ có trách nhiệm là kiểm tra, đôn đốc rồi phát hiện ra những cái sai phạm để phối hợp cùng xử lý. Thưa quý vị và các bạn, từ khi Tràng An được công nhận là di sản thế giới vào năm 2014, thì ngành du lịch của tỉnh Ninh Bình đã có những bước phát triển vượt bậc. Bên cạnh những điểm tích cực thì đâu đó vẫn còn có những điểm chưa đẹp. Ví dụ như là vẫn còn đó những công trình tự phát và ngang nhiên xây dựng trái phép ngay trong lõi của di sản. Và điều này thì vô tình đã làm xấu xí và méo mó hình ảnh đẹp về quần thể danh thắng Tràng An, nơi đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Nhưng những công trình trái phép này cũng đã khiến cho chúng ta nhớ lại về cái cây cầu xuyên lõi di sản Tràng An từng khiến cho dư luận dậy sóng vào năm 2018. Và nhiều người cho rằng việc thô bạo với di sản phần nào nói lên ý thức gìn giữ di sản của cả chính quyền cũng như là người dân nơi đây. Chuyển sang phần tin quốc tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ vừa đã cập nhật khuyến nghị y tế liên quan đến cuộc điều tra về sự bùng phát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em trên toàn thế giới.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết một nghiên cứu bệnh chứng nhằm tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh dự kiến sẽ hoàn tất trong tuần này, sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng hơn về mối liên hệ có thể có giữa adenovirus và COVID-19 với bệnh viêm gan bí ẩn. Bà Philippa Esterbrook, quan chức trong chương trình viêm gan toàn cầu của WHO cho biết trọng tâm trong tuần tới là xem xét xét nghiệm về huyết thanh để tìm các trường hợp phơi nhiễm và mắc COVID-19 trước đó. Trong tuần này, Vương quốc Anh sẽ có dữ liệu về một nghiên cứu bệnh chứng so sánh tỷ lệ phát hiện adenovirus ở trẻ em bị viêm gan cấp tính bí ẩn với những trẻ nhập viện khác không mắc bệnh về gan. Điều này nhằm xác định liệu việc nhiễm adenovirus có chỉ ngẫu nhiên được phát hiện hay có mối quan hệ nhân quả với bệnh viêm gan cấp tính. Hiện tại thì các giả thuyết hàng đầu vẫn là những giả thuyết liên quan đến adenovirus. Ngoài ra thì vẫn còn có một sự cân nhắc quan trọng về vai trò của COVID-19 như là một bệnh đồng nhiễm hoặc một bệnh nhiễm trùng trong quá khứ. Theo hãng tin Reuters, do adenovirus được sử dụng để sản xuất một số vaccine ngừa COVID-19, một số giả thuyết đã đề cập đến khả năng về mối liên hệ giữa tiêm phòng và dịch viêm gan bùng phát ở Anh, nơi phần lớn các ca mắc căn bệnh này được báo cáo. Giới chuyên gia cho biết các nhà nhập khẩu lúa mì ở châu Á đang nỗ lực tìm nguồn cung mới sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu mặt hàng này vào cuối tuần qua nhằm hạn chế giá trong nước tăng cao sau một đợt nắng nóng nghiêm trọng ảnh hưởng tới sản lượng. Theo các chuyên gia, các nhà nhập khẩu lúa mì, đặc biệt là ở châu Á, đã phải dựa vào nguồn cung từ Ấn Độ, nhà sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới. Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu mặt hàng này từ khu vực Biển Đen sụt giảm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nga và Ukraine chiếm khoảng 30% lượng lúa mì xuất khẩu trên toàn cầu. Xung đột khiến cho Ukraine phải đóng cửa các cảng, ảnh hưởng đến xuất khẩu lúa mì của nước này, trong khi xuất khẩu của Nga bị ảnh hưởng do các lệnh trừng phạt ở phương Tây. Giá lúa mì thuộc các hợp đồng kỳ hạn tại thành phố Chicago của Mỹ đã tăng tới 6% trong phiên giao dịch vào ngày 16 tháng 5, khi các thị trường phản ứng với lệnh cấm nói trên của Ấn Độ. Các thương nhân dự báo lệnh cấm này có thể sẽ đẩy giá lúa mì toàn cầu lên mức cao kỷ lục mới, tác động mạnh đến người tiêu dùng nghèo ở châu Á và châu Phi. Cơ quan khẩn cấp quốc gia Nigeria và các nhân chứng cho biết 9 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ bình ga làm sập một tòa nhà gần khu chợ Bình Dân ở bang Kano, miền Bắc của nước này vào ngày hôm qua 17 tháng 5, theo giờ địa phương. Người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia Mustafa Habib Ahmed cho biết bình ga tại một cửa hiệu Han đã phát nổ, làm 9 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác tìm kiếm cứu hộ, đưa các thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Các nhân chứng tại một trường học gần đó cho biết các bậc phụ huynh đã nhanh chóng đưa con rời khỏi trường khi nghe tin về vụ nổ. Không báo cáo những trường hợp thương tích nào ở học sinh. Bộ Quốc phòng Nga vừa lên tiếng xác nhận 265 binh sĩ Ukraine ở nhà máy Azovstal đã đầu hàng sau khi Kiev tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu ở thành phố miền Nam Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời cũng cho biết những người cần được chăm sóc y tế đã được chuyển đến một bệnh viện ở tỉnh Donetsk. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố nhiệm vụ chiến đấu ở Mariupol đã kết thúc và lệnh cho các chỉ huy tại nhà máy Azovstal cứu mạng binh sĩ. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết còn bao nhiêu người bên trong nhà máy. Công bố trên đánh dấu sự kết thúc của cuộc giao tranh dài nhất trong xung đột tại Ukraine. Nhà máy gang thép Azovstal đã trở thành nơi cố thủ của các thành viên tiểu đoàn Azov, lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc thuộc vệ binh quốc gia Ukraine, kể từ khi bị Nga vây hãm vào đầu tháng 3. Quân đội Nga vào ngày hôm qua thông báo đã thỏa thuận về sơ tán thương binh sau cuộc đàm phán với đại diện lực lượng Ukraine bị bao vây trong cơ sở. Ukraine vào hồi tuần trước cũng cho biết gần như toàn bộ dân thường ẩn náu tại nhà máy thép Azovstal đã được sơ tán thành công nhờ hành lang nhân đạo do Liên Hợp Quốc và Hội chữ thập đỏ quốc tế phối hợp thực hiện. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.